nên sống còn Honda siêu quá các anh em, 50cc mini cực độc cực đẹp các anh em. Sơ lược ngoài anh em nó nè, sạch đẹp, về là chỉ dựng chơi thôi anh em. Chạy cà phê dạo phố gì để với chân quán cà phê là cũng rất ok anh em. Full chức năng đời cao có đời nha anh em. Bye.